Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không như mong muốn. Không thu hút được học viên, dạy nghề không theo nhu cầu, gây ra lãng phí khá lớn nguồn ngân sách nhà nước. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Một cơ sở khang trang bề thế và nằm ở một vị trí đắc địa. Nhưng mỗi năm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Di Linh chỉ thu hút được từ 1 đến 2 lớp dạy nghề. Cơ sở vật chất được đầu tư bề thế, nhưng thực tế đang gây ra lãng phí nguồn ngân sách nhà nước khi đầu tư vào đây. Năm nay là không tuyển sinh được. Lý do là khi đào tạo xong thì giải quyết việc làm là rất khó khăn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều xí nghiệp công ty là ta rất cần. Nhưng mà khi đào tạo ra thì cái đối tượng lao động nông thôn của mình mà đi xuống đó làm thì không được. Bởi vì sao? Là họ phải yêu cầu là làm là đảm bảo cho người ta là về mặt thời gian. Còn mình ở đây thì gánh đâu làm đó. Cho nên là rất khó cho cái đầu ra. Mà ở tại địa phương thì không có thấy công ty xí nghiệp nào. Cho nên cũng đó là cái khó. Lực lượng lao động rắn có thể họ làm được ở tại địa phương. Nhưng ở địa phương hiện nay là thu hút mà để mở các công ty, các xí nghiệp về đây để hỗ trợ cho cái việc làm lao động nông thôn là rất khó khăn. Cũng nằm trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù là địa bàn cửa ngõ phía Nam, địa bàn giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Đạo Ai cũng không liên kết và thu hút được học viên học nghề như mong muốn. Thì hệ thống cấp hiện nay là rất ít người tham gia học được, bởi vì thời gian đào tạo dài là 3 tháng. Chỉ có những người họ là tâm huyết, họ đăng ký thì là chúng ta mới mở được. Thì khó khăn nhất là hiện nay là cái phân luồng đó, bởi vì là thực tế ra chúng ta nói là học nghề mà 3 tháng thì cho một người thăng cấp nghề thì bản thân thì người học nghề là cũng chưa giỏi. Bởi vì sao? Bởi vì một học sinh mà học trung cấp nghề là ra mới đạt được thợ bậc 3 thôi, thì anh làm sao anh học 3 tháng mà anh đạt được thợ bậc 3 được? Bây giờ cái địa điểm mà đào tạo nghề chính là tại thôn các bản, chứ không phải là tại các trường. Cho nên không cần phải đầu tư tất cả các cơ sở trường cho hoành tráng, mà chủ yếu là tạo điều kiện cho các cơ sở để mà đi dạy nghề tại các điểm. Ở đây thì chúng ta có hình thành được là các cái nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, thì đó cũng là một địa điểm để đào tạo nghề rất phù hợp. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đều có trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Trong đó có 10 trường ở các huyện và 2 trường ở thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc. Nhưng thực tế chỉ thu hút và đào tạo được một số ít học viên theo học ở một số ngành nghề đặc thù như sửa chữa máy móc nông nghiệp, lái xe, chăm sóc cây trồng và chăn nuôi. Khó khăn lớn nhất ở đây là hầu hết các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên gần như không có cơ sở lưu trú. Đa phần học viên lại ở các địa bàn vùng sâu vùng xa nên dẫn đến tình trạng không thu hút được học viên. Mặt khác, kinh phí hoạt động hạn chế, đội ngũ giáo viên không đủ để có thể xuống cơ sở dạy nghề cho người lao động. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện cũng như là trực tiếp của xã là cái trung tâm giáo dục cộng đồng thì về cái lực lượng cán bộ giáo viên thì về cái chuyên môn thì gần hạn chế, chưa được đào tạo hoặc là cũng chưa thuê được các cái kỹ sư hoặc cũng như là một cái giáo viên có năng lực để về hướng dẫn cụ thể cho bà con ở địa phương. Để mà giải quyết được cái việc mà tập trung cho cái đội ngũ lao động mà về tập trung tại cái trụ sở chính thì thật ra thì hiện nay là cái khó chung, là vì phần lớn là các cái trung tâm là không có các cái ký túc xá hoặc là các cái cơ sở lưu trú mà gần bên, cho nên cái giải pháp tốt nhất là chúng ta đào tạo theo địa chỉ. Cái thứ hai nữa là chúng ta đào tạo cơ động, dạy nghề lưu động tại các cái xã. Chúng ta có thể là tập trung liên xã, liên thôn hoặc là liên huyện thì nó sẽ có cái sự thuận lợi hơn cho cái người học cũng như cái người dạy. Giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo điều kiện giúp người dân vùng sâu vùng xa có công ăn việc làm ổn định, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhưng thực tế cho thấy, việc đầu tư các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xem ra chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này cũng đang gây ra lãng phí nguồn ngân sách cho chương trình này.